Các bạn ơi, hiện tượng lạ các bạn ơi. Chiều nay bầy yến nó xuất hiện rất là nhiều các bạn ở quanh nhà của người ta các bạn. Rất là lạ luôn. Rất là lạ luôn. Rất là lạ, không hiểu tại sao mà bầy yến xuất hiện nguyên một bầy luôn. Rất là lạ thường luôn. Mình cũng không hiểu lý do tại sao luôn hả các bạn. Đây là chim yến nè các bạn ơi. Rất là lạ. Mình không hiểu tại sao luôn, lý do tại sao luôn nữa. Rất là nhiều luôn. Ở đây là cái địa điểm ở khóm 1 với khóm 2 các bạn. Mình quay cận luôn ha. Nó bầy yến bay rất là gần luôn các bạn. Ở đây người ta không có nuôi nữa bạn. Nuôi ở cái phạm vi nuôi yến là rất là xa, chứ không phải gần. Nhưng mà hiện tượng này là rất là lạ. Ghi nhận cho tới đây thôi các bạn.